Xe đạp ba bánh nha các bạn ơi, đang có chiếc xe đạp ba bánh xe nội địa Nhật dành cho anh em mua tặng cho ba mẹ người già, người lớn tuổi nha các bạn. Đấy. Xe rất là đẹp, xe này là xe nội địa Nhật nha. Đấy. Ba bánh nha các bạn, ba bánh nguyên một con xe Nhật nha. Đây, xe Nhật này, niền nhôm này, đó, gọng inox này, ghi đông bằng inox này, tay ghi đông bằng nhôm này, còn Nhật luôn nha các bạn, yên Nhật nè, giò đạp nhôm nè, đó, bánh nhôm, cam inox nha, đó, clip, tất cả clip đều là zin theo xe, người ta sản xuất ra một con xe nguyên bản như vậy, rổ Nhật luôn, đó, chứ không phải giống như là xe Trung Quốc với Việt Nam, là lấy nguyên một cái con xe đạp ra xong rồi hàn chế lại các bạn, đó, khác nha. Đây là con xe Nhật thì anh em nào mua xe tặng cho ba mẹ, người già, người lớn tuổi đi xe đạp hai bánh không được mà muốn đi xe ba bánh thì đây là một cái con tuyệt vời. Các bạn mua tặng cho ba mẹ, người già, người lớn tuổi nha các bạn. Hiện tại mình đang có một chiếc duy nhất thôi nha các bạn. Còn bên cạnh đây là con xe đạp thể dục trợ lực điện Yamaha. Xe này thì siêu hiếm luôn, nó có 8 tốc độ. Đấy. Rất là đẹp nha. Thì anh em nào quan tâm tập thể dục mà đi con này thì liên hệ nha. Con này mười mấy triệu nha các bạn. Còn con này thì dưới 10 triệu nha. Đấy, đang có hai con xe bãi Nhật. Anh em có nhu cầu quan tâm con nào anh em nhắn tin ngay Zalo cho mình gửi hình chi tiết cho các bạn nha. Vô la số điện thoại mình là 0982116306 nha các bạn. Đấy, anh em quan tâm cái nào anh em nhắn tin Zalo giúp mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn.